Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin thời sự tối nay thứ 6 ngày 24 tháng 1, tức ngày 30 Tết Canh Tý, sẽ có nội dung chính đáng chú ý sau đây. Dịch bệnh viêm phổi do virus corona mới đã xuất hiện ở Việt Nam và tiếp tục lây lan trên thế giới. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng là còn quá sớm để công bố đây là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.